Tại sao tôi là tiếng cá thật sự? Vì khi TikTok nè, em mới tạo TikTok nè mấy chị. Được Tại không? sao tôi là tiếng cá thật sự? Chờ tiếng Việt để cho mấy đứa nhỏ nó coi. Như yêu cầu của nhiều bạn muốn tôi chơi TikTok. Thích là tôi chịu, thích là tôi chịu. Giờ TikTok tôi chưa có follow nào đó. Vô follow lẹ lẹ đi nha. Nếu mà follow không trên được 1.000 follow là tôi nghỉ chơi nha. Một clip là phải 1.000 follow mới chơi, thôi là nghỉ chơi. Gì vậy? Nhìn TikTok thấy nó có vẻ chán quá. Mà thôi để giúp cho mấy em nhỏ biết thế nào. Hình Là như một ra nhà dài toàn là một như rác vậy. xin hỏi tôi có thể Mấy cái clip trên TikTok y như rác vậy. Nhưng mà để giúp cho mấy em nhỏ biết thế nào là tiên cá thực sự nên em mới chơi TikTok thôi nha. Theo nguyện vọng của mọi người nha. Chứ em chả quan tâm đâu thiệt. Em làm phó quản lý sân khấu Lan Anh, gặp nghệ sĩ nổi tiếng mỗi ngày, thấy mọi thứ rất là bình thường, chả có gì, chả cần cái gì. Nhưng mà giờ em cần tiền TikTok để ủng hộ vườn quốc gia Cát Tiên, đó là lý do em cũng muốn chơi TikTok cho nó hot hơn. Ok, mình follow mình được không? Ôi, TikTok nó ác không? Mình mà muốn follow mình nó tạo ra cả đống cái account nè. Thí dụ mình tạo ra mấy account Facebook, account Google. Thực ra TikTok nó muốn ăn cắp thông tin cá nhân của mình từ Facebook, từ Google, từ Twitter, từ Kling, từ Kakafe, Talk. Nó muốn ăn cắp mấy tương tác này của mình. TikTok thật chơi, không có ai follow thôi khỏi. Ủa sao nhảy follow view dữ ta? Ủng hộ đó hả? Ủng hộ đi, một tháng cam kết ra được vài video cho mấy bạn, nhưng mà follow không nhiều, không kiếm được tiền từ TikTok thôi, không chơi đâu, mà cũng không rành về TikTok thôi. Ai có kinh nghiệm TikTok chia sẻ với mình thêm ha, chứ thấy người nhà hay này kia cứ rủ kêu chơi TikTok đi rồi này kia, mấy đứa em bên Mỹ rồi. Chơi TikTok có tiền mà tôi thả thấy cái tiền đồng xu cắt bạc nào hết. Ai vậy? Phải lồng tiếng kể chuyện chơi TikTok đi mới nổi, có mấy câu nó hoài hết người này tới người kia cứ thích nổi nổi làm gì? Suy nghĩ nổi để làm gì? Nổi có tiền. Tập trung vào giá trị và những điều tích cực. Bà chị này bả lại khuyên để làm những việc ý nghĩa, đừng có để ý mấy người nói tới né lui về mình. Thật ra họ ganh tị, họ sân si, họ làm không được về như mình thì họ lại như vậy. Thật ra tôi đâu có sân si ganh tị hay là để ý chuyện của người ta chơi này chơi kia, tôi còn không màng. Nè người giàu nào làm gì? Nè ông chủ Meta nè, ông có tiền nhiều ông làm gì? Ông này không có tiền nhiều ông làm cái gì? Ông đang tận hưởng cái già của ổng, cái sung sướng của việc làm người của mấy ổng. Mấy ổng lấy tiền mấy ổng làm giàu hơn, có mấy ổng có làm trồng rừng trồng cây cối hay gì không, hay là mấy tiền mấy ổng không yêu động vật mà mấy ổng yêu hot girl đó. Em này cũng đẹp nhưng mà nhìn em này coi, mũi nè, big line, môi trái tim, mặt trái xoan, mắt hai mí, lỗ tai đẹp, có một bông tan ở đây, cổ thẳng nè, có chơi thể thao nè. Con gái Việt Nam cái chỗ đòn gà xương đòn gánh chỗ này nó cong lên trong vòng mà. Rồi cái phần nách chỗ này không có nếp nhăn nè, những bạn mà hồi nhỏ là mập nè, lớn lên nó có nếp nhăn ngay nách, bởi vì nó ốm nên nó có nếp nhăn ngay nách. Tay thì bàn tay hơi bị khổ, bàn tay không phải bàn tay búp sen, mặc dù gương mặt của em rất là đẹp nhưng mà cái tay của em nó nói em sẽ khổ vì chồng con. Tính ra em làm nữ đẹp cũng không sướng, em phải làm tiên cá nha anh em mới sướng. Em yêu dễ thương quá nhưng mà thôi,
Ai đẹp thì anh thích, bởi vì anh là tiên, anh thích nhìn cái đẹp. Chị này mặt phúc hậu quá. Nè cái này cũng đẹp nè, thấy không? Nét đẹp phúc hậu. Nè. Gương mặt bánh trung thu. Nhìn thấy thèm ăn bánh trung thu. Kiếm bánh trung thu Malaysia liền. Trung thu Malaysia cho chị làm em nhớ tới bánh trung thu. Gương mặt chị đẹp thiệt đó chứ. Em nhìn cái vẻ đẹp của mọi người, bởi vì gương mặt đó là đẹp tự nhiên, còn gương mặt em Hàn Quốc hồi nãy là mặt đẹp sữa, nên cái đẹp tự nhiên tất nhiên phải hơn cái đẹp sữa rồi. Chọn bộ Simulcare.